Mình xin chào các bạn. Hôm nay một ngày nữa mình đang có mặt ở phía trước của Hép Quỳnh Mạnh Tùng, địa chỉ là ở số 9 đường Lê Lợi, thị trấn Mỹ Xuyên, Sóc Trăng. Hôm nay thì có một gia đình luôn đến từ ngã 7 ủng hộ một cặp Honda Rock Mod. Đây, anh trai vẫn còn ở đây nè các bạn. Nhưng mà video này mình sẽ làm về SH Cao, bởi vì Honda Việt Nam sẽ hỗ trợ chương trình góp lãi suất 0% các bạn. Đây là mặt tiền này nha, nằm ở kế bên bưu điện Mỹ Xuyên, tuyến đường Lê Lợi, và nằm ở kế bên luôn chợ Mỹ Xuyên nữa các bạn. Bây giờ mình mời các bạn đi vào trong showroom với mình trước nha. Chương trình này thì Honda đã khởi động chưa lâu, từ ngày 15 tây tháng 5 là bắt đầu cái chương trình là góp với lãi suất 0%. Hôm nay mình sẽ báo giá chi tiết từng dòng và nói luôn về vấn đề mà góp này trả trước là bao nhiêu, vay tối đa là bao nhiêu. Bây giờ mời các bạn tiếp tục di chuyển vào trong kho với mình nha. Bây giờ thì mình đang có mặt ở trong kho xe của Hét. Các bạn ơi, đây là kho xe rất là to. Đặc biệt là hôm nay mình sẽ nhờ bạn Hiên để giúp mình tư vấn thêm về giá cũng như là về chương trình trả góp lãi suất 0%. Còn đây là các vị khách của chúng ta hôm nay cũng đến xem xe nè các bạn. Còn đây là bạn Hiên. Xin chào các bạn đang xem kênh YouTube của anh Khải nha. Hôm nay thì mình có dịp được kết hợp với anh Khải là sẽ báo giá tổng hợp các dòng xe SH bên mình cho các bạn xem ha. Bây giờ mình đến với SH 125 liền đi, báo giá trước cái rồi sau đó mình đến chương trình góp sau nha em. Dạ, thì đối với dòng xe SH 125 thì bên mình sẽ có hai phiên bản là CBS với là ABS hay các bạn. Còn các phiên bản màu thì mình sẽ có đủ luôn nha. Thì okay, đối với CBS thì bên mình là có giá là 77.900.000. Ok em, 77.900.000 này là giá xe bên mình đã bao gồm VAT rồi. Các bạn chỉ việc về mua về là biển số thôi, các bạn lưu ý nha. Tất cả các dòng xe ở đây đều đã có sẵn VAT. Rồi, mình tiếp tục với bản A luôn đi em. Dạ, đối với các bản mà ABS đó các bạn, thì bên mình sẽ có giá từ 85.900.000 nha. Còn các bạn xài các phiên bản thể thao xám xi măng đó các bạn, thì nó sẽ là 86.900.000. Đây, xám xi măng nè các bạn. Đó. Xám xi măng này, thực ra bên mình nó vẫn còn những phiên bản mà đời 23. Đúng rồi. Cái này để chi tiết hơn các bạn vui lòng mình gọi cho nhân viên đi. Dạ. Mình tư vấn cho nó rõ ràng hơn. Cái giá hồi nãy mình đang báo các bạn là giá đời 24 nha các bạn, là đúng phiên rồi, bản mới nhất luôn nha. Là mới nhất bây giờ đó. Ví dụ như đây. Đó, là mới nhất nè. Kế đến là phiên bản thể thao luôn đi em. Dạ, phiên bản thể thao thì hồi nãy em có báo là xám xi măng đó là 86.900.000 là đời 2024 nha các bạn. Đời 2024 đây, nha. Mới nhất nha. Mới nhất đó các bạn. Các bạn thấy cái tem của nó nè. Đó, hai bên ha. Mặt nạ phối đen. Dạ đúng rồi. Là 125, bây giờ mình bước qua 150 đi. Cửa hàng mình vẫn còn dòng 150 nha các bạn. Bên mình vẫn có dòng 150 nha các bạn. Bên mình vẫn đang còn đó. Thì đối với 150 á, bên mình vẫn còn hai phiên bản là CBS với ABS nha các bạn. Đối với phiên bản CBS á, thì giá là 93.000.000 đó. Còn các bạn mua 150 mà ABS á, thì mình còn màu trắng với màu đỏ. Thì màu đỏ thì các bạn mua là bên mình để giá các bạn là 101.900.000. Còn màu trắng thì sẽ là 102.900.000 nha các bạn. Ok, động cơ 150 và 160 là như nhau nha các bạn. Đúng nó chỉ rồi, khác cái con số ở đây thôi, các bạn chú ý ha. Nó khác con số này với một vài chi tiết nhỏ mà không quan trọng. Nếu các bạn mua dòng 150 này, mình tiết kiệm được vài triệu đó so với 160. Nhắc tới 160 thì Hiên ơi, em báo giá 160 cho các bạn luôn đi em. Dạ, đối với các dòng xe SH 160 đó, đời 2024 thì bên mình sẽ có hai phiên bản là CBS và ABS nha các bạn. Thì đối với CBS đó, thì bên mình sẽ có giá là 95.900.000 đã bao gồm thuế VAT ha. Rồi sau đây là cái dòng ABS nha các bạn. ABS thì bên mình có bốn phiên bản màu là màu đỏ, màu đen, màu trắng, màu xám xi măng ha. Thì với màu đỏ với màu đen thì mình sẽ để giá là 104.900.000 cho các bạn. Đây. Còn với các bạn đang xem nè, màu trắng và màu xám xi măng đó thì mình sẽ có giá là 106.900.000 đời 2024 nha các bạn. Đây là mẫu mới nhất đó các bạn, đời 24 nha. Đây là phiên bản xám xi măng 160 có ABS trước sau nha các bạn ha. Đó. Phục là phục đỏ nha. Đây. Phối với tem đỏ. Dạ đúng rồi. Đây, như mình có nói lúc nãy thì bên mình vẫn còn những dòng xe thế hệ 23 á. Cái này các bạn vui lòng liên hệ với nhân viên, dạ, trong đó rồi, có bạn Hiên nữa nha. Mình cứ gọi vào để tư vấn chi tiết. Sẵn em một số di động của em luôn đi Hiên. Số của mình là 0832 199099 nha các bạn. Ở trên đó, này nè các bạn. Và trên góc màn hình vẫn có nha, các bạn coi nha. Dạ. Rồi, ok. Bây giờ mà các bạn xem lại một lần nữa. Bên mình hiện tại có đầy đủ màu nha các bạn, từ màu trắng, màu đỏ, màu xám xi măng, màu đen.
đây các bạn xem nè, kho bên mình là siêu to khổng lồ. Và chắc có lẽ nãy giờ các bạn cũng đã nôn nóng cái vấn đề mà nãy giờ mình nói ở đầu video á, là góp với lãi suất là 0%. Chương trình này là do Hyundai Việt Nam mình khởi động bắt đầu từ ngày 15 tháng 5 và kéo dài đến 2 tháng, là tức là 15 tây tháng 7 2024. Mình sẽ tiếp tục quay lại với bạn Hiên để tư vấn chi tiết hơn vấn đề này nha. À, đây thì sẵn đây thì mình như anh Khải đã nói thì mình cũng sẽ khởi động cái chương trình là hỗ trợ trả góp 0% nha các bạn. Đối với các dòng xe là SH125, SH150 và SH160 nha các bạn. Thì đây là cái chương trình mà Honda đã hỗ trợ đưa xuống cho bên mình để bên mình khởi động cho các bạn. Thì các bạn mà có các mức vay khác nhau của các ngân hàng tài chính khác nhau đó thì mình sẽ nói chung chung, thì các bạn cần chi tiết hơn thì các bạn có thể liên hệ với nhân viên bên mình ha. Rồi, thì bây giờ mình sẽ giới thiệu trước về cái chương trình này. Thì các bạn sẽ được hưởng hoàn toàn là lãi suất 0% nha các bạn, do chính Honda khởi động luôn. Và các bạn ví dụ như là đối với cái dòng xe SH đi, các bạn mua, các bạn vay là tối đa là 45 triệu thì các bạn vay nha. Cái này là các khoản tùy ngân hàng nha các bạn, thì mình nói là khoảng 45 triệu đi. Thì khi mà các bạn góp trong vòng 9 tháng, cột mốc 9 tháng, thì các bạn sẽ chia ra, thì các bạn trả khoảng tầm là 5 triệu 2 cho một tháng nha. Là cái đó là trả gốc thôi nha các bạn, và không hề có lãi suất nào hết ha. Đó. Còn đối với các bạn mà lấy cái cục mốc khoảng 12 tháng đi, thì chia ra khoảng tầm 3 triệu 2 nha các bạn. Đó là các bạn cứ chia trực tiếp từ cái giá mình mua, giá mình vay á, rồi mình cứ chia trực tiếp ra trong cái cục mốc là 9 tháng nè, 12 tháng nè. Đó. Còn đối với các dòng xe như là SH150 hoặc là các dòng SH160, đúng rồi, thì các bạn có thể là vay khoảng tầm 57 triệu. Là cái đó là mình báo đang chung thôi nha. Mình vẫn có cái những khoản vay cao hơn nha. Thì 57 triệu đi, thì các bạn trả trong vòng 9 tháng thì nó rơi vào khoảng tầm 6 triệu 2. Đó, thì các bạn có chi trực tiếp như vậy. Thì đây là cái chương trình mà mình khởi động cho các bạn để giống như là hỗ trợ các bạn mua cái dòng xe SH này ha. Đó. Để mình nói thêm chút xíu thế này. Tức là cái móc này mình cho các bạn là để tầm khoản thôi. Đúng và rồi. Các bạn sẽ có cái móc nào đó để mình hình dung ra được là mình phải trả bao nhiêu, rồi dạ, góp mỗi tháng bao nhiêu rồi, để mình tiên lượng trước, coi như là một tháng mình dành dụm được đúng bao nhiêu rồi mình sẽ góp vào. Mình nhắc lại lần nữa, SH125 á thì khoản vay tối đa tùy ngân hàng, bên mình sẽ có tới 3 ngân hàng để hỗ trợ lận. Dạ. Thì tùy ngân hàng từ 45 triệu cho tới là 50, thậm chí là 55 triệu. Vấn đề này các bạn vui lòng đến thẳng cửa hàng hoặc là nhấc máy lên mình liên hệ với nhân viên để tư vấn cho nó chi tiết hơn. Đúng không Hiền? Dạ đúng rồi, có thể là cao nhất là tới 60 mấy lần đó các bạn. Đúng rồi. Và cái thời hạn của cái chương trình này thì chỉ diễn ra trong vòng 2 tháng thôi nha các bạn ơi. Đúng là rồi. Diễn ra từ ngày 15 tháng 5 cho tới ngày 15 tháng 7 nha các bạn. Đúng trong rồi. Vòng 2 tháng thôi, các bạn tranh thủ nha. Đúng rồi. Bây giờ mình xin phép nhắc lại một lần nữa thì như thế này cho bạn rõ ha. Với 125 á, động cơ 125 á, thì bên mình sẽ, bên ngân hàng sẽ cho vay tối đa là từ 45 triệu cho tới là 50, thậm chí là 55 triệu có luôn nha. Các bạn, cái này là mốc vay tối đa. Thì các bạn mua dòng nào, mình chỉ việc lấy giá cái dòng đó nãy giờ bạn Hiên báo cho các bạn. Mình trừ cho cái mốc ví dụ như 45 triệu nè, là ra số tiền mình cần phải trả trước. Rồi mỗi tháng mình sẽ trả nhiêu đó. Nhưng mà Hiên nói 9 tháng nè, tầm khoảng là 5 triệu, hơn 5 triệu một chút. Thì 160 cũng vậy, mốc vay tối đa là tầm khoảng là 57 triệu. Thì mình cứ lấy cái giá đó và mình báo, trừ 57 triệu này ra là số tiền mình cần phải trả trước. Như vậy ha các bạn. Rồi, thì có lẽ là anh em mình sẽ khép lại cái video này ở đây. Hy vọng là các bạn sẽ có thể là trực tiếp liên hệ với thẳng bạn Hiên nè, hoặc là những bạn khác ở trên này. Mình cho các bạn là 5 số trên này luôn để các bạn tư vấn thêm về, thứ nhất là về ship xe, thì mình sẽ ship xe toàn quốc. Đúng không Hiên? Ship dạ. toàn quốc. Đúng rồi, bên mình là hỗ trợ ship xe toàn quốc nha các bạn. Và đối với các bạn mà ở tuyến đường quốc lộ 1A từ Hồ Chí Minh cho thành phố Cà Mau đó, là bên mình sẽ hỗ trợ hoàn toàn miễn phí ship nha. Và các bạn ở tuyến khác thì bên mình vẫn có hỗ trợ nha các bạn. Cho nên là các bạn cứ liên hệ với bên mình đi để bên mình báo giá chi tiết cho các bạn ha. Ok. Và video đến đây thì cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh anh Khải và video nãy giờ mình với anh Khải quay ha. Nếu như các bạn thích thì các bạn cứ nhấn like, subscribe cho anh Khải nha các bạn. Cảm ơn các bạn nhiều. Ok. Rồi, mình cũng sẽ khép lại cái video này đây nha các bạn. Một lần nữa, đây là tổng kho xe của cửa hàng mình. Đặc biệt là dòng xe SH ở đây. Xin chào các bạn nha.